Đây là bạn chú chấu thường. Bạn chú chấu thường này là chú chấu màu xanh. Và con to này thì có vẻ là chú chấu cái, không phải chú chấu đực. Vì chú chấu đực thì người sẽ nhỏ hơn. Bạn này được bắt ở ngoài luống rau. Và hiện tại thì càng một càng của bạn ấy đã bị rụng. Cùng đưa bạn này ra ngoài cây đào để bạn ấy leo lên cây đào nè. Nào leo leo nè. Đây là bạn châu chấu xanh ở trên cây đào.